Tôi đang có mặt trong kho chứa hàng lậu của đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ trong thời gian vừa qua. Và như quý vị các bạn đã thấy thì hàng hóa ở đây thì gồm rất nhiều loại, từ hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, rồi các loại xe máy, xe đạp điện và cả một núi xe đạp ở bên kia nữa. Và tất cả những hàng hóa này đều là được nhập khẩu qua đường cảng biển. Theo đại diện lãnh đạo đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan, hành vi vi phạm chủ yếu ở tuyến biển là khai báo sai tên hàng, mã số thuế, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá và sửa chữa giả mạo hồ sơ. Thậm chí tự ý tiêu thụ hàng hóa khi chờ được cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm tra chuyên ngành. Điều đáng nói, nhiều vụ việc khi bị cơ quan hải quan phát hiện thì doanh nghiệp từ chối nhận hàng hoặc sẵn sàng bỏ hàng.